Truyền hình Thanh niên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Panasonic Việt Nam phối hợp với Trung tâm Truyền thông Thanh thiếu nhi và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Tài năng Điện ảnh TPD đã tổ chức chương trình đào tạo làm phim qua ống kính trẻ thơ năm 2024. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, chương trình qua ống kính trẻ thơ là cơ hội để các bạn nhỏ có dịp thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình về thế giới một cách chân thật, hồn nhiên và giàu xúc cảm. Chương trình qua ống kính trẻ thơ được tổ chức vào các dịp hè với sự tham gia của hàng ngàn bạn nhỏ đến từ 10 đến 18 tuổi. Qua ống kính trẻ thơ là hoạt động trải nghiệm thú vị đầy sáng tạo, được các bạn nhỏ yêu thích nghệ thuật mong chờ. Với những trải nghiệm độc đáo về làm phim chuyên nghiệp, từ viết kịch bản, diễn xuất, quay phim, sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp, cho tới hậu kỳ để thành tác phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, các em sẽ được tiếp xúc, hướng dẫn và truyền cảm hứng nghệ thuật từ các nhà làm phim, các diễn viên nổi tiếng của Việt Nam trong suốt hành trình. Chúng tôi rất mong là các con sẽ có một cái mùa hè vui tươi, cái mùa hè được trải nghiệm sau một cái năm học hết sức vất vả. Và đặc biệt hơn nữa thì thông qua chương trình chúng tôi cũng rất mong là các con sẽ có cơ hội được giao lưu không chỉ với các bạn đồng trang lứa, các anh, các chị ở khối trên mà còn được gặp gỡ với các thầy, các cô, các chú của Panasonic và của chương trình ống kính trẻ thơ. Và rất mong là thông qua chương trình thì các con sẽ dần lĩnh hội và hiểu được những cái thông điệp tích cực, những cái thông điệp nhân văn mà chương trình luôn mong muốn lan tỏa đến học sinh, đến cộng đồng, xã hội. Em rất vui khi được tham gia chương trình qua ống kính trẻ thơ. Em mong chương trình sẽ có nhiều thay đổi mới và tác phẩm của nhóm em sẽ được kết quả tốt ạ. Nhóm em đã lọt vào vòng trong với ý tưởng mùa hè xanh và em có thể học hỏi và giao lưu cùng với thầy cô cũng như là các bạn. Và em mong muốn rằng là sau này em có thể làm những bộ phim mà em yêu thích. Năm 2024, ống kính trẻ thơ đã mang đến cho các em những hoạt động thú vị mới lạ như tham quan các hoạt động tại trường quay, trải nghiệm làm bình luận viên thể thao tại trường quay chuyên nghiệp. Đặc biệt, bộ phim của chính các em học viên qua ống kính trẻ thơ 2024 sẽ được phát sóng trên truyền hình và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông. Đây cũng là điều kích thích tình yêu đối với môn nghệ thuật điện ảnh đã được nhiều bạn trẻ yêu mến. Năm 2024, ban tổ chức chương trình đã lựa chọn 16 kịch bản phim từ các đội nhóm làm phim qua các trường, các cung nhà thiếu nhi và các nhóm làm phim cá nhân. Theo đánh giá của các chuyên gia, các kịch bản năm nay phản ánh những góc nhìn trong sáng của các bạn nhỏ về cuộc sống, gắn liền với những mong muốn, ước mơ của các bạn về cuộc sống, về tình cảm gia đình, về những điều đơn giản trong nhà trường, nơi mà các con dành phần lớn thời gian gắn bó. Dưới sự hỗ trợ về máy móc chuyên nghiệp và các chuyên gia hàng đầu, các em đã đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, bối cảnh thực hiện với nhiều thể loại như phim ngắn, phóng sự. Cùng với đó, chất lượng hình ảnh của bộ phim cũng được thể hiện chuyên nghiệp hơn nhờ những thiết bị ghi hình và nghe nhìn tiên tiến của Panasonic. Các bạn nhỏ đã thực sự bị lôi cuốn và đầu tư không ít thời gian, công sức cũng như sự trải nghiệm, say mê trong suốt những tháng hè để hoàn thiện các tác phẩm của mình. Bộ phim của bọn em có mang tên là Thức Tỉnh, lấy chủ đề là bảo vệ môi trường. Thông điệp mà bọn em muốn truyền tới đó chính là mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường, giảm tình trạng cạn kiệt năng lượng và ô nhiễm môi trường hiện nay. Trong quá trình làm việc thì chúng em thường xảy ra những mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, nhưng mà chúng em đã cùng ngồi lại với nhau để có thể thống nhất ý kiến và tạo ra bộ phim này ạ. Ngoài ra chúng em còn được cùng nhau đi tham quan nhà máy Panasonic. Trong quá trình học tập và tham quan nhà máy, bọn em đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm và chương trình này cũng đã truyền cảm hứng cho bọn em thêm đam mê làm phim ạ. Thực sự rất là may mắn khi mà được tham gia đồng hành cùng với các con trong chương trình qua ống kính trẻ thơ của KWN. Thì tôi thực sự thấy là rất cảm ơn chương trình đã tổ chức cho các con một sân chơi rất là bổ ích và lý thú. Và qua đây thì càng ngày tôi càng thấy là các con đã trưởng thành hơn, có được rất là nhiều những cái thành công riêng của những chính các tác phẩm của mình mà các con sáng tạo ra. Và đặc biệt là với sự làm việc rất là nghiêm túc cũng như là những cái sáng tạo của các con, và thì các con cũng đã học được các cái cách giao tiếp này,
các kỹ năng mềm và các cái cách phản ứng, xử lý cũng như là làm việc nhóm. Và qua đây thì cũng xin cảm ơn Panasonic cũng như là ban tổ chức đã tạo ra một sân chơi cho các con. Trong cả quá trình mà tôi đồng hành với các con trong cái chương trình làm phim này thì tôi tóm gọn trong một từ, đó là tuyệt vời. Tại sao lại tuyệt vời? Tôi thấy các con trưởng thành từ ngày, từ cái thời các con thứ nhất là tự giác hơn, tự đặt lịch trình, lên kế hoạch và đặc biệt là tinh thần teamwork và có trách nhiệm trong cái công việc của mình đảm nhận. Không chỉ trong chương trình đóng phim mà từ đến chương trình đóng phim các con đã ứng dụng vào trong cuộc sống. Tại lễ tổng kết và trao giải các tác phẩm xuất sắc trong chương trình làm phim qua ống kính trẻ thơ năm 2024, ở nhóm tuổi 10 đến 12, ban tổ chức đã trao giải nhất cho nhóm Uno Media với tác phẩm Vụn Át, Nơi Cuộc Sống Tái Sinh. Còn đối với nhóm tuổi từ 13 đến 18 tuổi, giải nhất thuộc về bộ phim Thương từ nhóm Voodoo. Theo ban tổ chức, hai nhóm làm phim giành giải nhất sẽ được tham gia giao lưu với các đội khác trên toàn thế giới tại sự kiện KWN Global Summit được tổ chức trực tuyến vào tháng 10 năm 2024. Qua chương trình này, qua bộ phim Thương thì em muốn gửi gắm đến mọi người một cái thông điệp là các bậc phụ huynh có thể và các bạn có thể thoải mái giao tiếp với nhau và thấu hiểu lẫn nhau, cũng như là em muốn các bạn, các bậc phụ huynh có thể thoải mái và ủng hộ các con trong những đam mê của các con. Em tên là Nguyễn Nam, học tại trường Trung học cơ sở Fenica. Nhóm em là nhóm Laughing Llamas và bọn em đã tạo ra cái bộ phim Thức Tỉnh này với thông điệp là kiểu để mọi người chung tay bảo vệ môi trường từ những cái nhỏ nhất trong cuộc sống, với lại là để ngăn ngừa cái sự gọi là xuống cấp như môi trường, như tất cả những gì đang được phản ánh trong bộ phim bọn em đã làm ra. First of all, I'm very happy to know that all the students did really enjoy the program. Tôi rất vui khi biết tất cả các em đều thực sự yêu thích chương trình và đã có một mùa hè sôi động, đáng nhớ. Tôi thực sự ấn tượng với cách các em kể những câu chuyện của mình với sự quan tâm sâu sắc về phát triển bền vững, về gia đình, bạn bè và những vấn đề khác nhau mà các em quan sát được. Thông qua hành trình làm phim, chúng tôi hy vọng các em có thể hiểu hơn về những giá trị quan trọng đối với các em và xã hội. Các em sẽ được truyền cảm hứng để khởi xướng các sáng kiến cho một tương lai tốt đẹp hơn. Panasonic sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội để hỗ trợ các thế hệ tương lai và hiện thực hóa cam kết đóng góp cho sức khỏe của người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam. Có thể khẳng định, trong hành trình qua ống kính trẻ thơ năm 2024, các nhà làm phim nhí đã có cơ hội học hỏi, trải nghiệm, gặp gỡ nhiều nhân vật thú vị, trao dồi thêm những kiến thức và cảm hứng sáng tạo, giúp các em nâng cao nhận thức và hành động vì môi trường và xã hội bền vững, tốt đẹp hơn. Qua 16 mùa giải, với gần 3.000 học sinh tham gia, hơn 150 video được sản xuất. Đây cũng là cơ hội để các học sinh trưởng thành hơn khi thể hiện tiếng nói và chia sẻ góc nhìn về những vấn đề môi trường, phát triển bền vững, đồng thời giao lưu với bạn bè trong nước và quốc tế.